Mỹ Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức đến từ thành phố Philadelphia ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Thưa quý vị, mở đầu phần tin tức ngày hôm nay, bản tin của chúng tôi cho biết rằng giao lộ Queen Village đã mở cửa trở lại sau 11 tháng sửa chữa. Theo sở quy hoạch của thành phố Philadelphia thông báo, sau 11 tháng phong tỏa sửa chữa, giao lộ tại phía nam đường số 6 và đường Bainbridge trong khu Queen Village, cuối cùng thì giao lộ này cũng đã được mở cửa trở lại trong ngày thứ 6, 24 tây tháng 6. Theo đó, con đường này được sửa chữa và những làn đường được lưu thông đã được sơn lại. Từ tháng 7 của năm 2021, những đường ống nước bất ngờ bị vỡ vào ban đêm đã khiến cho hàng ngàn gallon nước tràn vào nhà và các cơ sở kinh doanh. Vì thế mà các đội ngũ cứu hộ phải gõ cửa từng nhà, đánh thức người dân để di tản họ đến nơi an toàn. Hậu quả để lại trên mặt đất đó chính là một hố tử thần, khiến cơ sở hạ tầng dưới lòng đất hơn 100 năm phải xây dựng lại. Việc tái thiết này xảy ra vào thời điểm đại dịch, khiến cho nhiều chủ nhân của các thương nghiệp phải khốn khó vì đóng cửa, trong khi những tiệm thì vẫn hoạt động và phải tìm cách giữ khách hàng để có thể sinh tồn. Bà Anna Szczeski, chủ nhân của một tiệm bán y phục Global Mall, nói rằng bà và những người buôn bán nhỏ khác vui mừng khi con đường nhỏ không còn bị phong tỏa, mặc dù việc sửa chữa vẫn ảnh hưởng tới một số cư dân và những chủ thương nghiệp khác. Nhiều người đã bị tổn thất tới hàng ngàn Mỹ Kim. Các quan chức thuộc Sở Thủy cục thành phố Philadelphia nói rằng hiện nay vẫn còn vấn đề tồn tại liên quan tới quy trình yêu cầu bồi thường. Cơ quan phụ trách về rủi ro vẫn đang tiến hành giải quyết vấn đề này. Và trong vài tháng sắp tới, thì Sở Thủy cục của thành phố Philadelphia kết hợp với các cơ quan khác sẽ tổ chức cuộc họp báo để cập nhật thông tin với người dân. Sang qua bản tin tiếp nối của chúng tôi cho biết rằng cảnh sát của thành phố Philadelphia đã tử vong vì một tai nạn giao thông trên đường trở về nhà. Chánh thanh tra của thành phố Philadelphia, ông Scott Moore, thông báo một cảnh sát đã thiệt mạng vì vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 24 tây tháng 6 tại ngã tư đại lộ Busleton và đường Reynolds thuộc khu vực Somerton trong lúc người này đang trên đường trở về nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết ông khoảng 50 tuổi, phục vụ 27 năm trong ngành cảnh sát. Được biết, thanh niên 18 tuổi lái chiếc xe BMW với tốc độ cao trên đại lộ đã tông vào chiếc xe Hyundai của nạn nhân. Nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện, thế nhưng ông đã qua đời vì vết thương quá nghiêm trọng. Thanh niên gây tai nạn thì cũng bị ngã xuống đường, đầu thì đập vào gốc cây. Trên xe còn có một người 16 tuổi và 17 tuổi cũng bị thương nhẹ. Thế nhưng họ từ chối không đến bệnh viện để điều trị. Cuộc điều tra ban đầu ghi nhận rằng thanh niên gây tai nạn sức khỏe thì bình thường. Tình trạng hư hại nghiêm trọng của hai chiếc xe cho thấy tốc độ chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nói trên. Và với kết quả tốt sau khi thực hiện bài kiểm tra về ảnh hưởng ma túy và rượu bia, thì thanh niên gây tai nạn đã được trở về nhà. Hiện nay, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và thu thập các bằng chứng trước khi đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khiến cho nhân viên cảnh sát tử vong. Tiếp theo bản tin liên quan tới súng đạn, thưa quý vị, có hai người thiệt mạng vì một vụ nổ súng tại Point Breeze. Theo thông tin đến từ Sở Cảnh sát thành phố Philadelphia cho biết, có hai người đàn ông đã thiệt mạng, hai người khác thì bị thương vì một vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút vào buổi tối ngày 23 tây tháng 6. Sự việc này xảy ra tại khu nhà số 1200 trên đường South Bucknell thuộc vùng Point Breeze. Đài truyền hình địa phương đưa tin cho biết rằng hai nạn nhân tử vong trong độ tuổi khoảng 30. Còn nạn nhân thứ ba bị thương thì khoảng 28 tuổi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm vì vết thương khá nghiêm trọng.
Còn nạn nhân thứ tư, 26 tuổi, bị bắn 3 lần vào chân, được cho là sẽ sống sót. Hiện nay, các nhà điều tra vẫn không biết vì sao lại xảy ra vụ nổ súng chết người nói trên, và vẫn chưa có bất cứ nghi can nào bị bắt. Các giới chức vẫn yêu cầu bất cứ ai có thông tin về vụ nổ súng nói trên thì xin vui lòng thông báo cho Sở Cảnh sát của thành phố Philadelphia. Và ngoài ra thì một bản tin riêng biệt khác cũng cho biết rằng một thanh niên 17 tuổi đã được đưa vào bệnh viện Đại học Temple cấp cứu và điều trị vì người này bị bắn 4 phát súng vào lưng trong lúc muốn ăn cắp xe hơi ở khu vực phía bắc của thành phố Philadelphia. Vụ nổ súng này xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 23 tây tháng 6 trên đường số 5 và đường Diamond, gần với một cửa tiệm trong góc phố. Sự việc theo đó ra cho biết rằng một người nào đó ngồi bên trong tiệm đã nổ súng. Hiện nay, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định xem kẻ nổ súng có phải là chủ sở hữu của chiếc xe hay không. Tiếng đầu bản tin của chúng tôi cho biết rằng một cư dân của thành phố Philadelphia đã bị cướp chú chó bùn phát ngay tại nhà. Thông tin chi tiết cho biết rằng Kevin Long là cư dân của thành phố Philadelphia vừa cho nhà chức trách biết rằng vào buổi tối ngày 22 tháng 6, anh đã bị hai người đàn ông dùng súng khống chế và cướp đi chú chó bùn phát tên là Charles của anh ngay tại nhà. Ngay sau đó anh đã trình báo với cảnh sát nhưng cho rằng hy vọng gặp lại chú chó cưng của mình thì rất mong manh. Anh cho biết rằng anh vừa mới mua chú chó bùn phát này vào cuối tuần qua và sẽ không bao giờ nuôi nó được nữa. Được biết trước khi xảy ra vụ cướp thì anh đã mở cửa khi nghe tiếng gọi. Hai nghi can nói rằng đi tìm chú chó có tên là Tamika. Khi vừa nhận ra hai kẻ này nói dối và có ý định cướp chú chó của mình thì anh Kevin đã bị chúng dùng súng và uy hiếp. Một người bạn của anh đang ở trong bếp khi biết xảy ra vụ tấn công thì cũng cho biết rằng có thể có những tên cướp đã nhìn thấy anh dắt chú chó Charles này đi dạo và rồi đã tìm cơ hội thuận tiện để thực hiện hành vi ăn cướp này. Còn về phía các nhà chức trách thì họ cho biết trộm cắp thú cưng thường xuyên xảy ra không chỉ ở Philadelphia. Vào năm 2020 thì trường hợp mất thú cưng được biết đến nhiều nhất là khi hai chú chó bùn phát của nữ ca sĩ Lady Gaga bị bắt và người chăm sóc chúng đã bị bắn tại California. Hai chú chó được đặt tên là Koji và Gustav, sau đó đã được Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles tìm thấy. Và bản tin tiếp nối của chúng tôi cho biết rằng đường ống chính vỡ đã gây ngập lụt trên đường phố Kensington. Theo bản tin mới nhất của Sở Thủy cục thành phố Philadelphia cho biết, họ vừa kiểm soát được đường ống nước chính bị vỡ, khiến cho nước tràn ra ngoài gây ngập lụt trên đường phố cao đến 20 inch. Sự việc này xảy ra từ 7 giờ sáng của ngày 23 tháng 6 trên đường số 4 và đường Hilson. Nước gây lũ lụt chảy tràn lan khắp các ngã tư xuống đường phố và đến 9 giờ sáng thì nước đã ngừng chảy, nhưng nó để lại rác thải và bùn đất ở khắp nơi. Những hình ảnh từ đài truyền hình địa phương cho thấy một chiếc xe Chevy Tahoe đã bị nước ngập chìm xuống lòng đường. Chủ nhân chiếc xe là anh Harry Herman cho biết rằng anh nhìn thấy nước khắp đường phố nhưng không thể lùi xe lại và thế là anh đã phải treo qua cửa sổ để xuống xe và chạy thoát. Một số cư dân trong vùng thì nói rằng tầng hầm trong nhà của họ cũng đã bị ngập nước. Và họ cũng cho biết rằng kể từ ngày 20 tháng 6, họ nhận thấy áp suất nước có điều khác thường. Họ đã gọi điện thoại báo với Sở Thủy cục và có ít nhất 7 ngôi nhà cần phải thu dọn vì nó đã bị ngập nước và đầy rác bẩn. Hiện nay thì các giới chức tại Sở Thủy cục của thành phố Philadelphia vẫn chưa biết được nguyên nhân tại sao mà đường ống chính này bị vỡ. Thế nhưng các quan chức tin rằng đường ống làm bằng gang được lắp đặt từ năm 1893 đã bị hư hỏng. Hiện nay họ vẫn đang chờ xem có bất cứ khiếu nại nào về ổ gà hay không, vì đây có thể là một yếu tố khiến cho các đường ống nước bị vỡ. Ngoài ra thì đội ngũ nhân viên của công ty Philadelphia Gas Works cũng đã có mặt. Họ đi từng nhà để kiểm tra các đường ống gas. Chính quyền thông báo rằng đường số 4 bị phong tỏa từ khu vực đường Norris tới đường Beck trong vài tháng để sửa chữa. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức tại địa phương ngày hôm nay. Mình còn sẽ cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.